Thịt lợn là nguyên liệu phổ biến trong bữa cơm gia đình, nhưng phần nào chế nhiều dinh dưỡng nhất và thơm ngon thì không phải ai cũng biết. Thịt lợn thường được chế biến theo nhiều cách khác nhau như kho, rán, hầm, om. Ngoài chợ, siêu thị, thịt lợn được chia thành nhiều phần để bán và giá sẽ khác nhau. Những loại thịt phổ biến nhất là chân giò trước, chân giò sau, thịt thăn, ba chỉ. Theo Sohu, chuyên gia ẩm thực khuyên nên mua 5 phần thịt dưới đây của lợn để cảm nhận được giá trị dinh dưỡng tốt nhất. Thứ nhất, thịt đùi trước của lợn. Thịt đùi trước của lợn là phần ngon nhất mọi người nên mua bởi thịt đùi chân trước rất mềm, có hương thơm vị ngon, dù chế biến theo cách nào thì chất lượng thịt cũng không hề giảm đi. Điều này do tần suất chuyển động của hai chân trước của lợn tương đối lớn, vì vậy thịt sẽ không tích nhiều mỡ. Ăn thịt đùi trước giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, tăng cường canxi cung cấp collagen cho xương, da, tóc và móng, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch. 2. Thịt móng giò trước do lợn có chân trước và chân sau, hương vị trình lệch khá lớn. Khi mua móng giò lợn, tốt nhất bạn nên chọn phần móng trước vì lợn vận động nhiều nên sẽ ít mỡ và nhiều nạc. Móng giò heo có tác dụng bổ huyết, thống nhũ, sinh cơ liền sẹo, chất protein giúp cải thiện hiệu quả chức năng sinh lý của các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, protein còn được giúp da đẹp và căng hơn. Thứ ba, thịt vai thịt vai là phần nạc xen lẫn vài miếng mỡ mỏng trông giống như hoa mận nên được gọi là thịt lợn hoa mận hương vị của thịt vai tươi và mềm không hề béo dù dùng để ăn lẩu hay chiên đều rất ngon hàm lượng dinh dưỡng của thịt vai cao đặc biệt là protein lipid chất béo và các khoáng chất cần thiết để cơ thể phát triển thứ tư thịt thân thịt thân là phần thịt nạc heo gần như không có mỡ các thớ thịt dài và có độ kết dính cao Thịt thân được cắt ra từ bắp nằm ở phía trước chạy dọc theo sống lưng và gần phía dưới sau của chân lợn, phần thịt không bị tác động nhiều bởi quá trình hoạt động của lợn, do đó thịt mềm, ngon, không có xương và rất dễ cắt. Ngoài độ ngon, thịt thân heo còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cao, trong thân lợn có chứa nhiều protein, chất béo bão hòa, vitamin B, sắt có tác dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể, tham gia vào quá trình chuyển hóa và hình thành hồng cầu, tăng hệ miễn dịch tuy nhiên trong thân heo cũng chứa hàm lượng cholesterol khá cao nên các bạn cũng cần phải lưu ý khi sử dụng